Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu chia sẻ một chút hình ảnh mà khi mà ba ông cháu ở nhà là không có ở trên cái ngôi nhà mà đang xây thì ở dưới nhà làm gì á cô bác. Hay sáng hôm nay mấy anh em thợ thì cũng có bảo là đến chiều thì chuẩn bị lấy cái cây này đi đặt cây đặt sáng ngang này cô bác này. Đặt thì sẽ để lấy pro về đóng. Pro thì hiện tại là cháu Lực cũng đã lấy lên rồi. Hay, em Hải thì hôm nay đến chiều thì cũng có đi học cô bác ạ. Thì học buổi sáng sớm thôi. Ngày mai là ngày thứ bảy thì em ấy cũng ngày mai là vẫn phải đi học thêm một buổi nữa. Hay bây giờ thì chuẩn bị đến mùa đông rồi cho nên là đi đâu thì cũng phải nói là khóc trên mình là những cái áo khoác rồi cô bác ạ. Hay một cái áo khoác này thì có thể là độ khoác độ tầm được 2 ngày rồi thì mới giặt một lần cô bác. Ở ngoài thì có vẻ như là nhìn rất yên tĩnh cô bác, không biết là bao cháu hiện tại ở trong nhà làm cái gì. Hay thời gian này thì nắng nóng như này, nếu mà Sử không có lên trên chỗ ngôi nhà của bác để xem mấy em thợ làm thì chỉ có là đi lấy củi thôi, lấy củi để mà dự trữ là đến mùa đông năm nay thì có bác này thì mình còn có củi để mà làm. Em Hải thì có vẻ như em Sử thì có vẻ như là giặt áo xong là phơi những cái móc lên rất là gọn gàng các bác. Những cái móc thì cũng được là cháu Lực mua lên cho em để em ấy phơi quần áo mọi thứ. Chưa phải lúc bác Sử Sapa buồn chứ gì nhà.
họa sĩ phá lên cười, buồn thì ai mà chả sợ. Nó như con rắn gặm nhấm người ta, tốt hơn là tránh nó để lại việc đời. Những nét hớn hở trên mặt người lái xe chợt đuôi duỗi ra rồi bẵng đi một lúc. Bác không nói gì nữa, còn nhà họa sĩ và gái cũng nín bặt vì cảnh trước mặt bỗng hiện lên đẹp một cách kỳ lạ. Nắng bây giờ bắt đầu lên tới đốt cháy rừng cây, những cây thông chỉ quá cao quá đầu rung tích trong nắng, những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng ngô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Mây bị nắng xua cuộn tròn lại, từng cục lăng trên các vòng lá ướt sương rơi xuống đường cái luồn cả vào gần xe. Giữa lúc đó xe dừng xích lại, hai ba người kêu lên một lúc. Cái gì thế? Bác lái xe sướng to, cho xe nghỉ một lúc lấy nước luôn tiệm bà con lót dạ nửa tiếng. Các ông, các bà nhé. Trong lúc mọi người xôn xao vui vẻ phía sau lưng, bác lái xe quay sang nhà sĩ nói vội vã. Tôi sắp giới thiệu bác với bác một trong những người cô độc nhất thế gian. Thế mà bác cũng lẽ không hiểu sao nói đấy. Đến đây bác lái xe lại chích nhìn cô gái, cô bất giác đỏ mặt lên. Một anh thanh niên 27 tuổi, đây là đỉnh Yên Sơn cao 2.600 mét, anh ta làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu cách đây 4 năm. Nhạc vào, bạn này mới về vào là ui, anh à, anh về anh sao nào đấy nữa? Cách ra 4 năm, có hôm tôi cũng đang đi thế này chứt. Ui, anh về luôn nói. Anh ra đây lâu rồi, ra từ lúc mà em đang quét nhà rồi. Thấy vừa rồi thì cháu Lực lặng lẽ vào các bác, thấy em Hải ở nhà là một mình là quét dọn xong là học bài ấy, cho nên là cháu Lực âm thầm ghi hình lại cho cô bác. Học được một lúc rồi ấy nhỉ? Vâng. Đây đang học đến đây đang học môn gì đấy? Ngữ văn à? Ông đi đâu rồi? Ông không biết luôn, nãy em đi học về thì không thấy ông ở nhà. Mới đi học về là không thấy ông ở nhà. Vâng ạ. Chiều này thì học bài xong thì có đi đâu làm gì không một tí á? Chắc là đi chặt củi ạ. Đi chặt củi á? Vâng ạ. Thế bây giờ học một lúc rồi đi à? Vâng ạ. Bây giờ học đến đâu rồi, học lâu chưa? Lâu rồi ạ. Được đây rồi à? Vâng ạ. Cất bút ở đây á? Vâng ạ. Chiều nay là không học à? Chiều nay là Hải không học à? Vâng ạ. Thế là chiều là không học thì mình mới học đúng không? Vâng. Lặng lẽ vào đột nhập, gọi là cũng như là đột kích trong các bác vào xem là hai anh em ở nhà là làm cái gì. Vào nhà chỉ nhìn thấy mỗi em Hải là nhà. Ôi Hải, dọn dọn chỗ này một tí này Hải, chỗ này
nhiều quần áo cũ thế. Đây dọn treo lên này này. Đấy, cái này này dọn là treo lên đây. Đấy, về bảo anh xử nữa, mặc áo xong là cho treo lên trên này nhá. Đấy, bây giờ không phải là có quần áo nhiều là không được quăng lung tung tung đâu nhá. Áo khoác của Hải đi đâu hết rồi? Cứ là trên kia à? Sao không lấy xuống mà thay 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 mà mặc đi? Sao để dành? Phải lạnh là phải mặc chứ nhá. Hãy treo treo hết đi ra bên này đi. Ở đây thì có chăn cú này. Cái chăn này thì gấp gọn nó vào, mấy đứa đến mùa đông thì không có dùng tới thì đắp cho cháu. Nên mấy đứa đến mùa đông của bác thật sự ở trên nhà ba ông cháu thì rất là lạnh của bác ạ. Nếu mà lạnh quá là còn phải là lấy chăn để đi đắp cho cháu nữa. Hải là đi từ đâu lấy củi ấy bây giờ ấy? Chắc là đi trên kia. Trên kia? Một mình khác đi thôi à? Vâng. Hôm nay sao lại không học chiều đấy? Hôm nay thì học một buổi thôi. À, nay học một buổi à? Vâng. Ờ. Thế là về nhà là đi lấy cỏ luôn à? Ông thì chắc không chắc là đi lấy củi với má nhỉ? Hải thì trong lúc ở nhà có bác tự biết mà làm mà công việc mọi thứ xong còn bảo đi lấy củi nữa, một tí nữa thì cháu được xé cùng em Hải là đi lấy củi, xem là em lên tận đâu để lấy củi các bác. Hải là bây giờ đi tận đâu lấy củi hả Hải? Chắc là anh đi chỗ kia hả? Đi cho chỗ kia? Vâng. À. Đợi anh cùng Hải đi đi lấy củi. Mai có đi học không Hải? Mai vẫn đi học buổi sáng đúng không? Thế đến chiều, hôm nay là không học chiều à? À. Mỗi chiều nay là được nghỉ à? À. Vậy đằng sau này ai dọn cỏ sạch thế? Hải dọn à? Ồ đây này. Thế nấy sáng sáng nay chiều trưa đây vừa dọn hay là như nào ấy? Hay là hôm qua rồi? Dọn lâu rồi. Dọn lâu rồi à? Đi trên đường nhà chú này đi à? Hôm nay chú là tự đi đón con rồi à? Hay là à, tự về thôi nhỉ? Bảy là tự về với lại mấy bạn nhỏ trên nhà chú có bác. Có hôm thì em Hải là đi học về xong là đưa các em về luôn. Ở đây thì con thấy là nhà chú là cưa rất là nhiều những cái ván gỗ đây các bác này. Để mà làm cái ván xung quanh nhà ấy. Ở đây thì gia đình mà có nhiều cây sao mộc như này thì mới làm được nhà của bác. Nếu mà gia đình không có cây sao mộc này thì không có làm được nhà như là nhà gỗ như này đâu. Hả? À? Đóng à? Đây ở kia có cái cửa mà. Tí mình đi ở dưới kia. Đi khó nhỉ? Đây anh em đi không dưới gì kìa. Đấy đi. Chỗ này là bị chú quay mất rồi cô bác. Phải đi đường dưới kia. Ăn gì đây hả? Hả bông? Rồi hả? Ăn gì đây? Hả bông? Ồ, nấm áo à? Nấm áo với gì đấy? Hả? À. Ăn cơm không nữa à? Ôi ôi, ăn cơm chan với gì đấy? Bảy? Hả? Ăn cơm chan với gì đấy Hải? Nước ấm á? Ồ. Đây, ăn kẹo không đây? Chú có kẹo này.
Này, ra đây, thanh niên đây này. Thanh niên đây này, đây này. Tên là gì nhỉ, Hà nhỉ? Mông. Này. Kẹo không? Kẹo không? Khoanh tay chứ. Em xin anh. 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 Rồi đây. Nào, bông đâu, khoanh tay vào. Rồi, cháu xin anh. Nào, 7 nữa. Này. Cháu xin anh. Này Hải. Rồi. Rồi bây giờ mình đi lấy củi đi nhỉ. Không có tí lại 9 giờ đi nhỉ. Các bạn nhỏ trên vùng cao của bác này, như nhà chú của Hải thì mấy bạn nhỏ ăn cơm chan với lại cái nước mà sôi để nguội ấy. Đây có đường đi à? Ôi, ôi Hải ơi. À đây có đường đi này. Ô châu nhà chú Thái đâu rồi? Cái chuồng châu này vừa mới làm hả nhỉ? À, cái cũ của nhà chú à? Ừ. Rồi, đi thôi. Này anh em mình đi xuống đường dưới thì có vẻ nhanh hơn không nhỉ? Vâng. Thời tiết ở trên thời tiết ngày hôm nay thì khá là nắng nóng của bác, khá là thuận tiện cho cái việc mà mấy anh em xây dựng ấy. Ôi, ai chân trâu dưới này đây? Cha chú. Chú à. Tờ vai nào? Chị chú hôm nọ lấy gì à? Đi đi ra chỗ kia à? Vâng. Ồ đi ra chỗ kia ông xa phết nhỉ, một mình Hải đi ấy. Vâng. Ý da. Cái củi này thì lấy về là để tối nay nấu cơm hay là như nào? Hay là lấy về để dành? Lấy về để dành thôi ạ. Lấy về để dành à? Vâng. À. Mấy nữa đến mùa đông là mưa phùn là lạnh lạnh lắm là không lấy được đâu nhỉ? Vâng ạ. Một mình Hải khác lấy luôn à? Lấy thêm nếu mà này anh không lên đấy. Vâng. Đi qua khe suối này à? Vâng. Này hôm qua của Hải cũng đi lấy củi à? Vâng. Rừng này rừng của nhà Hải đúng không? Nhà Hải thì ở đây cũng có một đồi măng măng nứa đây của bác này. Hải có từng với anh Sử ra đây lấy măng nứa này chưa? Dạ. Lấy cái này mang để đi bán này để làm gì? Để ăn thôi ạ. Ôi. Như kiểu ai đốt củi đây ấy. Hôm trước em với con của chú đến đây chân châu thì lạnh thì đốt củi chưa? Chân trâu ở trên đây á? Vâng. Ồ. Lấy củi đâu ra đốt đây, lấy củi nhà ra à? Đi đây thôi ạ. À, là thế là bây giờ lấy củi đây à? Vâng. Chặt đây à? Vâng. Ở đây chặt cho. Vậy.
Cây này ai chặt để đấy? Cái này hôm trước con chặt ạ. À. Hải một mình ở đây lấy củi không sợ à? Không sợ đâu ạ. Hải chắc là đi lấy củi được một mình là quen rồi đấy nhỉ? Vâng. Đây. Cái củi này mang về để nấu cơm hay nấu cắm lợn? Chắc là nấu cơm thôi ạ. Vừa là nấu cơm à? À. Này. Cây này chưa khô đâu. À đây này. Ây da. Ây da. Đây hả? Hey Hải thì hôm nào mà không học chiều ấy có bác thì mới đi lấy được củi, chứ còn là hôm nào mà nếu mà học chiều là đi học cả ngày luôn đấy. Ui cẩn thận nhá. Vâng. Hải thì buổi trưa thì có hôm mà học chiều ấy đi thì đi qua chỗ phòng trọ của cháu Lực ăn cơm. Nếu mà cháu Lực không ở đấy thì hai em Hải hay là ngồi ở ngoài. Em Hải đi ăn bún về xong hay là ngồi ở ngoài, nếu mà hôm nào mà cháu Lực ở nấu cơm thì em Hải là ra ăn cơm cùng. Đây. Hồi anh em mình lên trên này đi. Đây ông bảo ra lấy hay là mình Hải tự khắc biết ra lấy? Em tự ra lấy thôi ạ. Tự biết ra lấy à? Vâng. Ôi à. Một mình ra lấy thì lấy về thì lúc mà lấy xong thì lấy vác củi bé bé thôi nhá. Vâng. Đừng có lấy to ấy. Vâng. To là sau này lớn không được đâu ấy. Vâng. Hai anh em là bốn người, một người là vừa Hải là Tuấn Lực là chủ trách nhiệm là chặt, còn Hải là chủ trách nhiệm là gom củi lại. Ây da, vướng ở đâu rồi? Rừng của nhà Hải là đâu đến đâu? Thì đây đến chỗ kia thôi ạ. Đến chỗ kia rồi à? Vâng. Đến chỗ kia là xuống à? Vâng. Thế còn lên trên kia? Lên trên kia là không biết của ai ạ. Không biết là của ai luôn? Vâng. Ôi da. Ui dồi. Đây hả? À.
Anh ném đi xuống dưới nhá. Vâng. Đi Hải đi xuống dưới nhặt nhá. Vâng. Hải là sắp thi kỳ 1 chưa nhỉ? Sắp thi rồi. Sắp thi rồi à? Ừ. Thôi, đi xuống với nhà thôi. Vâng. Chắc là đủ rồi. Được rồi đúng không? Vâng. Thế để anh đi kiếm cái dây để buộc đó. Vâng. Thế là chưa có dây để buộc đâu đúng không? Chắc là chưa có đâu. À, thế để anh đi kiếm. Ê, mắc cái gì đấy nhở? Đi Hải, đi chưa đi? Anh đi chưa đi? Hả? Anh đi chưa đi? Anh chưa à? Vâng. Ok. Anh trước nha. Vâng. Ra để anh cầm cho anh đi. Thế Hải thì cho bác cái cây sang ngang thôi. Một cây thôi. Thật lực gì thì cho bác bó to hơn Hải. Cái gì đây? Hả? Được không Hải ơi? Được ạ. Được à?
được chưa? Được ạ. Đi nha. Vác nó cần vào vác được chứ? Ui. Cái gì đây? Con sao đã? Nga. Vâng. Được không Hải ơi? Được ạ. Đi. Ở đây nhà ai trồng củ cải đấy Hải đấy? Chắc là nhà trên kia. Nhà trên kia trồng củ cải à? Vâng ạ. Thế bây giờ lấy củi về là xong một buổi chiều của Hải rồi à? Vâng ạ. Thế là tối nay chỉ là chuẩn bị nấu cơm thôi đúng không? Vâng ạ. Ôi, về đường này sai lầm rồi. Còn nước nhiều quá. Vâng. Đi chơi anh đi. Hãy. Hãy. Rồi đi. Hãy đằng sau hiên. Đằng sau nhà của ba ông cháu thì cũng được là ba ông cháu dọn dẹp cỏ đi rất là sạch sẽ các bác. Hơi vứt đây nha. Vâng. Đây bao tải đây Hải ơi. Anh em mình rửa tay ấy. Tay này còn nước không Hải? À, còn đúng không? Thế là Hải là bây giờ kết thúc một buổi chiều đấy nhờ? Vâng. Tí là chuẩn bị nấu cơm là đợi anh với lại đợi ông thôi nhờ? Vâng. Ui, chỗ này thớp vậy nhờ? Chỗ này thì cháu được đi qua mấy lần bị cọc với cô bác ạ? Một bên dân với Hải ơi. Bên này chiêu này nọ. Hôm nay thì cháu Lực lên thì cũng đã biết là một buổi chiều của Hải ấy các bác. Ở đây thì hình như là hôm đầu tiên cháu Lực ghi hình cái thước phim mà buổi chiều là Hải ở nhà một mình các bác ạ. Ông với lại anh Sử thì ông thì cũng đi lấy cỏ rồi đúng không? Anh Sử thì chắc là cũng đi lấy củi heo lấy củi rồi các bác. Mùa này thì tranh thủ là trời nắng như này thì bà con ở trên này sẽ đi vào khai thác củi nó củi mà nó củi củi mà nó đốt mà nó không cái củi mà nó ở trên rừng già các bác để về mà đốt thì nó sẽ được lâu hơn. Còn là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ.
Và Giáo Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bản em cô bác. Thế còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Giáo Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.